Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Hóng Ô Tô. Nghỉ mất mấy hôm, hôm nay mới quay lại làm clip được cho anh em. Rồi, cái clip về VF3 thì có lẽ mình sẽ làm vào cuối buổi chiều anh em ạ. Tại vì cứ làm buổi sáng này thì chiều kiểu nào cũng có ông gửi ảnh clip cho, nên là mình sẽ để buổi chiều. Còn ngày hôm nay thì clip này thì mình sẽ review cho anh em về một cái dịch vụ mới của Bác Vượng Vingroup nhá. Rồi đó là cho thuê xe tự lái FGS. Thì về công ty FGS này thì mình cũng đã chia sẻ ở cái clip trước, hình như trong tuần trước vậy. Ngày hôm nay thì có luôn sản phẩm đấy anh em ạ. Mình sẽ review cho anh em về cái mà thuê xe trên FGS này như thế nào nhá. Ok. Qua một chút thì ở đây mình có các hình thức có thể liên hệ với FGS. Thứ nhất, các bạn có thể gọi bằng cái điện thoại này 0876816886 1900 bao nhiêu đấy, hoặc là đến các cái điểm như là Ocean Park, Smart City, Long Biên, Phạm Văn Đồng. Ở Hồ Chí Minh thì các bạn có đến Central Park và Grand Park nhá, và truy cập website fgf.vn đó. Hoặc là các bạn có thể quét cái mã QR này, à quét này để pay chứ không phải đó. Mình sẽ vào luôn cái trang của FGF để review cho anh em xem này, xe sộ như thế nào. Đây là trang chủ của FGF, các bạn có thể truy cập vào fgf.vn nhé. Họ có logo thì cũng có chữ V. Đây, đây là ba chữ V lồng vào nhau, xanh, hai cái xanh đậm và một cái xanh nhạt. FGF, cái gì nó ghi đấy? Cái gì future anh ạ? Không biết. Rồi, hotline đây. Thì hiện tại ở trên web của FGF thì chỉ cũng chỉ đặt được các mẫu xe đang có của VinFast thôi, như là VF5, VF7, VF9, VF8 và VF6. Thời gian tới thì Vin họ còn hai mã nữa là VF3 và VFWin. Thì chắc là VF3 thì chắc là phải đến tháng 9, tháng 10 thì chắc là mới có update ở trên này. The Future of Smart Mobility. Còn Will thì như năm sau mới ra mắt cơ. Rồi, qua một chút về FGF này. Đây, sẽ là cung cấp giới hạn xe không giới hạn, cung cấp tiêu chuẩn 5 sao, đa dạng các dòng xe từ 5 chỗ đến 7 chỗ, chính sách ưu đãi tốt nhất thị trường, tặng thêm cho khách hàng lần đầu trải nghiệm tiên phong những chuyến đi xanh chất lượng. Rồi, hey VinFast, kể một câu chuyện cười. Đây là trợ lý VV. Rồi, đây là báo giá các dòng xe đang cho thuê của FGF. FGF đọc nhiều lúc đọc chẹo cả mồm. FGF. Rồi, hiện tại thì FGF của VinFast, à quên, của Vingroup, quên mất, cái này không phải là VinFast đấy anh em, tách hoàn toàn của VinFast, nó làm công ty độc lập. Nó như kiểu công ty GSM là công ty taxi này, công ty VinFast là sản xuất ô tô này, thì FGF này là công ty cho thuê và mua bán xe điện cũ nhá. Đó. Rồi, mình sẽ review cho anh em một số các hiện nay mình thấy trên website của FGF đang có là 7 con. Đó. Để tí xem giá sau nhá. Dưới này chúng ta sẽ có gì đây? Thuê xe linh hoạt, mình có thể thuê theo ngày, tháng, năm, đa dạng các dòng xe, tối ưu chi phí. Đoàn xe đời mới, đa dạng, cung cấp bảo hiểm thân vỏ cho toàn bộ xe, hỗ trợ 24/7. Về dịch vụ đây. Trong giai đoạn đầu thì FGF sẽ có khoảng 1.000 đến 2.000 xe cho thuê, gồm tất cả các xe điện của VinFast tại các thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Huế. Và sau khi chính thức vận hành thì quy mô sẽ tiếp tục gia tăng về số lượng, tiến tới mở rộng. Rồi, cái này thì mình cái đoạn quảng cáo thì bỏ qua nhá. Dấu ấn đẳng cấp này. Đó. Đây, website liên hệ thì mình đã nói rồi, là có cả fanpage các kiểu đây. Ok. Rồi mình sẽ review cho anh em một số các dòng xe về giá rổ rồi cách đặt như nào nhá. Còn hình như là vẫn đang trong giai đoạn demo thôi. Đó. Thì ở đây mình nhìn thấy là có con thấp nhất là con VF5 hạng A ASAP. Giá đang cho thuê ở trên website của FGS là 650.000 một ngày. Đó. Và được di chuyển là 250 km một ngày. Với 650.000 được di chuyển là 250 cây một ngày thì cũng hơi ít nhỉ. Tại vì nhiều người họ đi tầm 400 cây thì có vẻ hơi ít. Rồi. Tiếp theo là con VF E34, giá chỉ là 750.000. Đó.
So về E34 với con VF5 thì E34 ở đây mình thấy trên cái website thì cái dung tích cốp của nó thì nó rộng hơn 30 lít. Đó. Còn xe thì 5 chỗ như nhau. Đó. Tiếp theo là VF6. VF6 thì đang giá là 900k một ngày. Cốp của nó thì siêu rộng luôn, 350 lít. Đấy à. Vẫn được di chuyển là 250 cây một ngày. Dưới này chúng ta sẽ có là các dòng cao cấp hơn như là VF8, VF8 Eco này. VF8 Eco thì giá là 1 củ 1. Dung tích cốp của nó thì cũng 376 lít, cao hơn con VF6 một tí. Rồi VF8 Plus Eco này, Plus này. Hai con này thì cấu hình ngang ngang nhau thì phải. Đó. Dung tích cốp. Nhưng mà giá thì con này đắt hơn 150.000. Đó. VF9 Eco thì nó dòng flagship rồi. Con VF5 là hạng A này, con VF34 là hạng C này. Con F6 lại là hạng B mà lại giá lại còn đắt hơn con hạng C nhỉ? Ảo ấy. Hạng D này. Con VF9 hạng E thì giá là 1 củ 7. Con Plus thì là 1 củ 9, gần 2 củ. Con Eco thì là 7 chỗ nha mọi người. Còn con Plus này thì nó có bản 6 chỗ, có bản 7 chỗ nhá. Đó, trước mình đi cái sự nhà kiện nhà máy mình cũng hơi thắc mắc là tại sao có con 6 chỗ. Có con thì là 7 chỗ. Đó, mình thuê con Eco thì 7 chỗ luôn. Đó. Không có VF7 nhỉ? Ờ đúng rồi, cho mày chưa có VF7 anh em ạ. Thì đây mình thử đặt con VF5 xem như nào nhá. Rồi, mình có thể đặt xe ngay trên này. Hoặc đặt ở đây. Rồi đặt trên đầu đi. Cái này nó để đặt chỗ này, đặt thử một con xe giá rổ như nào. Rồi. Đây là cái giao diện đặt xe này. Mình sẽ chọn được, hiện tại thì Debug thì chúng ta chỉ thuê được hai thành phố là Hà Nội và Sài Gòn thôi. Đà Nẵng, Huế chưa có, ví dụ mình chọn Hà Nội đi. Rồi, thời gian nhận xe này. Hôm nay là ngày 17 đúng không? À, ngày 17. Thì người ta cho thuê vào ngày hôm sau, là ngày 18. Ví dụ mình thuê ở thứ bảy chủ nhật đi. Đó. Đây, mình phải xét cái giờ nhận xe là 7 giờ sáng đến trả xe lúc 7 giờ tối này. Rồi, thuê một ngày này. Đó. Đây, mình có thể chỉnh vào đây không? Trả xe chọn sang ngày khác kiểu gì nhỉ? Chưa biết đấy. Để tôi tí xem nào. Ví dụ tôi muốn trả xe ngày 28 thì sao? Ở đây, anh em tích vào ô này. Đấy nhá, mình đặt từ ngày 20 này, trả vào ngày 28 này, 40 ngày này. Đó, lùi lại này. Để tôi xét lại về ngày trả xe ngày 21 đi. Đó. Thôi đặt một ngày thôi. Rồi xác nhận xem nào. Thử bách lại xem nào. Đây. Để tôi trả xe ngày 20 đi. À. Xác nhận này. Thoát lên xem nó có lên không. Ơ sao cái này không tích được sang ngày 20. Xác nhận. Ở đây nó còn có cái bảng chạm sạc cơ anh ạ. Thì nó sẽ có một cái map chỉ cho mình là những cái chạm sạc ở đâu. Thường là các cái showroom của VinFast thì đại lý thì nó đều có chạm sạc nhá. Hoặc là những cái cây sạc nó ở chung cư chẳng hạn. Ví dụ mình đánh Hà Nội đi. Cái này, cái web này tôi dùng chưa quen lắm. Đây, Hà Nội đây. Thì nó có danh sách các trạm sạc để mình có thể sạc được luôn này. Tôi từ từ đây, tôi xem, tôi đặt thử xe đã, cái này để sau đi. Hình như trên website mình vẫn chưa chọn được ngày, ví dụ mình muốn đặt xe ngày 20. Rồi. À. Theo mình hiểu cái này ấy, nó là hình như đó phải như mình hiểu. Chưa đạt được ấy. Chưa đạt được hay sao ấy? Xác nhận không thấy nó ra cái gì. Hình như chưa được ấy nhỉ. Bắp để lỗi sao. Thôi
Để từ từ tìm kiếm xe xem nào. Hình như chưa chọn được ngày. Đây, giá các xe. Tức là mình nghĩ rằng cái này nó đang demo sao ấy, chưa đạt được đâu. Rồi, ví dụ như các bạn xét được phía trước là coi như là mình xong cái đoạn mà muốn nhận ngày nào trả ngày nào đi, bỏ qua phần đấy. Rồi, đến phần này thì nó sẽ sổ ra một đống các cái xe available, chứ là cái xe đang trống đấy. Ví dụ mình chọn mẹ con VF5 đi, bấm vào đây. Rồi. Thì đây nhá. Nó sẽ ra cái thông số và cái ảnh của con này. Ảnh này mình thấy ảo ảo. Rồi, giá thì đang là 650.000 đúng không? Thông số đây, 5 chỗ. Một lần sạc đầy đi được 300 cây. Số tự động, 6 túi khí, các tính năng của nó này. Điều kiện để thuê con này thì chúng ta sẽ phải có căn cước hoặc là hộ chiếu còn hạn. Rồi, và giấy phép lái xe. Thanh toán thì chúng ta sẽ phải trả trước. Còn đối với thời hạn thanh toán thì chúng ta sẽ phải đặt cọc giữ xe tối thiểu là 30% giá trị thuê khi đặt xe. Thanh toán tối thiểu 30%. Thanh toán 100% khi ký hợp đồng và nhận xe. Tức là mình đặt trên này mình sẽ đóng luôn 30% cái phí thuê con này. Ví dụ 30% của con này khoảng 200.000 chẳng hạn, đúng không? Mình sẽ phải nộp luôn 200.000. Còn nữa mình không thuê nữa mình mất 200.000. Như vậy. Còn của nó thì nó còn một cái loại cọc nữa, đó là chính là cọc trách nhiệm với cái xe. Là mình sẽ phải cọc 10 củ. 10 củ này chẳng là anh em đâm va các kiểu gì về nó, người ta sẽ trừ đi. Đó. Còn nếu mà mình cọc này mình sẽ mất 200.000 cái tiền 30% cái giá trị đặt đó. Còn khi mình nhận xe thì mình thanh toán hết 100% với người ta. Thì cái này nó cũng giống các ứng dụng như đặt xe như Mio Auto hay một số các ứng dụng khác. Ok, đặt thử đi xem như nào. Ở phần này thì sau khi mà mình đã xác nhận cái phần trên thì mình sẽ phải điền cái thông tin mình vào đây. Số điện thoại này, địa chỉ email này, thành phố này. Tôi thử điền một cái thông tin ba lăng nhăng vào cho anh ấy. Cái này chỉ để thử test nó sai thôi mà. Đánh ba lăng nhăng xem nào. Gửi đi. Mail này. Đánh ba lăng nhăng để test thôi ấy. Rồi. Hiện tại thì nơi nhận xe ở đây mình thấy thì đối với Hà Nội thì chỉ có hai điểm mình nhận được xe, đó chính là Ocean Park và Smart City. Tức là không, chưa có dịch vụ là giao xe tại nhà. Đó. Rồi, tức là mình sẽ đến Smart City mình lấy xe nhá. Còn Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ xem là mình có những địa điểm nào. Hồ Chí Minh thì cũng có hai điểm thôi, là Grand Park và Central Park. Đây, cái địa chỉ đây. Rồi. Đây, cái thời gian nhận xe thì nó giống cái đoạn trên thôi. Đây mình không nhận xe, mình không xét được ngày 20 nhá. Ôi, tại sao? Không xét được cái này. Rồi, 26 đi. Ở đây. Nó có xét được thời gian trả xe đây, nhưng mà cái phần nhận xe này sao mình, ví dụ mình muốn đặt ngày 22 ra. Hay bấm đúp hai lần. Xem được không? À đây được này, được lên 21 rồi này. À như vậy đặt chỉnh được nhá. Mình thao tác ngu. Rồi, ABC ghi xét này. Đây chữ test đây cho người ta biết được test không. Rồi giá thì là 650.000. Rồi mình ấn bước tiếp theo, chủ yếu mình xem nó quy trình như nào thôi. Vậy, nó thành đơn rồi. Như vậy là xong rồi này. Đấy. Đó là hoàn thiện một bước đặt xe trên FGF. Nhưng mà mình mới chỉ test thôi. Thì sau khi các bạn điền các cái thông tin về địa chỉ này, số điện thoại này, thì sẽ có nhân viên của FGF liên hệ lại các bạn, rồi báo lại thời gian giao xe, đặt xe và mình thanh toán tiền thôi. Ở đây mình cũng chưa thấy thanh toán như nào. Rồi, đó là cái đặt xe trên FGF. Cái này thì sắp tới thì người ta sẽ triển khai full, tức là sẽ có thêm ở các cái thành phố khác, và hình như là có ở trên app luôn. Còn hiện tại này mình mới đặt ở trên web này thôi. Mình mới test thử các bạn cách đặt xe của FGF này. Rồi,
Và mình hy vọng thời gian tới thì cái FF này sẽ hoàn thiện hơn, quỹ xe nhiều hơn, đoàn xe nhiều hơn. Và hình như là người ta cũng không chỉ là cho thuê xe cá nhân đâu, mà người ta cho thuê cả doanh nghiệp ấy, anh em ạ. Mình có thể thuê theo tháng, theo năm luôn với FF này. Đó. Và hy vọng thời gian tới có cả VF3 trên này, giá thì tầm khoảng 450.000 thôi thì cũng hợp lý. Đó. Một chút chia sẻ của mình về review đặt xe trên FF, công ty mới của bác Vượng về cho thuê và mua bán ô tô điện cũ. Một lần nữa cả các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Mình xin chào các bạn.